Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Tăng cường xử lý chất thải y tế. Tiện ích khi sử dụng dịch vụ thuế điện tử e-tax. Xuất cấp gạo dự trữ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Nhằm giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của quê hương Quảng Bình trên mọi miền Tổ quốc. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website tinhdoan.quangbinh.gov.vn hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo có địa chỉ sgddt.quangbinh.gov.vn. Bài dự thi xin gửi về Ban tuyên giáo tỉnh đoàn số 1B Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến của nhân dân năm 2019. Tại hội nghị, đại diện các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa bàn phường Hải Thành đã bày tỏ hài lòng đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an thành phố và phường Hải Thành về thái độ, tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và nhân dân. Tính gương mẫu của cán bộ chiến sĩ và thành viên gia đình trong thực hiện các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các chuẩn mực đạo đức xã hội, quy định phong trào nơi cư trú, đồng thời đóng góp ý kiến về một số lĩnh vực tồn tại ở địa phương như tình trạng đốt pháo nổ, vi phạm trật tự an toàn giao thông, dán quảng cáo cho vay trái phép tại các cột điện, tường rào nhà dân, cơ quan làm mất mỹ quan đô thị. Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đồng Hới đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng thời hứa sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công an huyện Minh Hóa vừa phối hợp với phòng PV05 Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 tại xã Dân Hóa. Hội nghị đã tập trung tuyên truyền các nội dung chính như luật phòng chống ma túy, luật an toàn giao thông, luật phòng chống mua bán người, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các nội dung đã được truyền đạt một cách phù hợp, dễ hiểu để bà con nhân dân tiếp thu. Đây cũng là dịp để các lực lượng chức năng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những khó khăn vướng mắc của bà con, đồng thời trang bị những kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa qua tại thành phố Đồng Hới, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức tập huấn bảo vệ blue trắng cho cán bộ, công nhân viên lao động trong ngành y tế đến từ 5 tỉnh khu vực miền Trung và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng tại khu vực miền Trung. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về hướng dẫn công đoàn cơ sở, phòng và xử lý khi có đoàn viên công đoàn, người lao động bị bạo hành tại các cơ sở y tế, hướng dẫn vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ y tế, phòng và xử lý tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sự cần thiết và công tác triển khai mô hình quản lý chất lượng 5S giúp hạn chế, ngăn chặn những sai sót, sự cố trong quá trình chăm sóc điều trị, tăng sự tin tưởng của người bệnh đối với dịch vụ chăm sóc y tế. Thông qua chương trình tập huấn nhằm giúp các cơ sở y tế xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với quy trình làm việc chặt chẽ, đồng thời cá nhân, mỗi nhân viên y tế phải được trang bị kiến thức, kỹ năng tự vệ, có ý thức phòng chống bạo hành. Bên cạnh đó, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, xử lý khi tình huống bạo hành xảy ra, để kịp thời bảo vệ đoàn viên cũng như cách phòng và xử lý tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chất thải y tế gây nguy hiểm rất lớn đối với môi trường và con người, và nếu không xử lý tốt có thể gây ra sự lây lan cả dịch bệnh trong cộng đồng. Những năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến việc phân loại và xử lý rác thải y tế. Theo thống kê của ngành y tế, lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh gần 29 tấn một năm, chất thải thông thường hay còn gọi là rác thải sinh hoạt hơn 200 tấn một năm, lượng chất thải lỏng được xử lý từ các khoa phòng hơn 53.000 mét khối một năm. Để xử lý chất thải y tế, tất cả các bệnh viện trong ngành đang từng bước trang bị riêng hệ thống hấp khử khuẩn kết hợp nghiền cắt. Các cơ sở y tế còn lại ký hợp đồng với các bệnh viện để xử lý chất thải. Riêng hệ thống trạm y tế thì sử dụng lò đốt rác thủ công hoặc chôn lấp hợp vệ sinh.
Một số trạm có điều kiện đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Với chất thải thông thường, các đơn vị y tế ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị các huyện, thành phố, thị xã vận chuyển và xử lý. Trong thời gian tới, các cơ sở y tế cần tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ nhân viên y tế, người bệnh, các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài bệnh viện xanh sạch đẹp, loại trừ mọi nguy cơ lây lan bệnh tật, đảm bảo môi trường sống trong lành, không ô nhiễm. Nhờ triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp và thực hiện hiệu quả các quy định của luật đầu tư công, nên nợ đồng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch đã giảm. Từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch đạt 648,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 106 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 367 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 26 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 150 tỷ đồng, chiếm 23,11%. Mặc dù kinh phí thực hiện khá lớn, song đến nay, nhờ thực hiện quyết liệt trong công tác chỉ đạo xử lý nợ đồng xây dựng cơ bản, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các quy định của luật đầu tư công và chỉ thị của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Bố Trạch đã đưa ra các giải pháp hành chính kiểm soát chủ trương đầu tư mới, đồng thời tập trung xây dựng hạ tầng quỹ đất, tạo kinh phí chi trả nợ xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển, kiểm soát hạn chế phát sinh nợ mới. Các dự án nợ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2019 là gần 53 tỷ đồng. Nhằm thực hiện cải cách hành chính về thuế, vừa qua ngành thuế Quảng Bình đã triển khai áp dụng dịch vụ thuế điện tử e-tax. Với dịch vụ này, người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây. Những tính năng nổi bật của hệ thống đã khắc phục được các điểm chưa thuận tiện của hệ thống kê khai thuế, nộp thuế điện tử được áp dụng trước đó. Mặc dù mới áp dụng dịch vụ thuế điện tử e-tax, nhưng nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thích nghi và đánh giá cao với giải pháp mới này. Công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng COSECO là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh gạch lát nền, ốp tường theo công nghệ tiên tiến hiện đại của Italia. Năm 2018, công ty sản xuất được hơn 1 triệu 500 ngàn mét vuông, tiêu thụ gần 1 triệu 450 ngàn mét vuông. Doanh thu đạt hơn 89,2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Với đặc thù là đơn vị sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng COSECO thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế hàng tháng. Đơn vị cũng là một trong những doanh nghiệp sớm áp dụng dịch vụ thuế điện tử e-tax. Khi mà sử dụng cái nhận tờ khai thuế là mình chỉ nộp được cái báo cáo thuế, tờ khai thuế. Còn đến khi mà mình muốn nộp tiền thì mình lại phải vào một cái ứng dụng khác, đó là ứng dụng nộp thuế điện tử. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2019 thì công ty đã ứng dụng cái phần mềm của Tổng cục Thuế, đó là e-tax sử dụng dịch vụ thuế điện tử. Khi mà qua sử dụng cái dịch vụ thuế điện tử này thì nó sẽ tận dụng được rất là nhiều thời, tiết kiệm được nhiều thời gian, bởi vì mình chỉ đăng nhập một cái dịch vụ nhưng mình có thể sử dụng được cả hai hệ thống, đó là vừa nộp báo cáo thuế vừa nộp được cái tiền thuế. Và khi mà mình gửi cái dữ liệu đến cái cơ quan thuế rất là nhanh, và có thể truy xuất được cái dữ liệu từ cơ quan thuế và các cái thông tin về báo cáo cái nộp thuế, nộp tiền thuế và các cái chính sách thuế là mình có thể tra cứu để trực tiếp được trên cái hệ thống, rất là nhanh và gọn. Cũng như công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng COSECO, từ tháng 6 năm 2019, công ty cổ phần Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình cũng đã sử dụng dịch vụ thuế điện tử e-tax để thay thế cho hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử. Công ty cổ phần Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình chuyên sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư phân bón. Với thị trường tiêu thụ khá rộng, doanh thu mỗi năm công ty đạt trên dưới 200 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Mặc dù mới áp dụng dịch vụ thuế điện tử e-tax trong vài tháng gần đây, nhưng với các tiện ích của mình, dịch vụ đã phần nào giúp cho nhân viên các phòng tài chính, kế toán thuận lợi hơn trong công việc. Sử dụng phần mềm cũ thì nó có thuận tiện là bớt thời hành thời gian đi lại đi, có thể trực tiếp làm việc qua mạng. Nhưng mà có một số cái bất lợi là nó ngày xưa sử dụng hai cái phần mềm, một cái là hỗ trợ kê khai thuế và một cái là nộp thuế qua mạng, thì hai cái đó thì mình phải sử dụng hai tài khoản khác nhau, nhiều khi nó bị lẫn lộn hai tài khoản. Với cái phần mềm cũ là khi mà nó sử dụng nó thường bị hay bị lỗi về phần mềm của nó, nên các nút chức năng trên phần mềm thì nó nhiều khi một số máy nó không sử dụng được, rồi nó hay bị nghẹn.
Còn từ khi mà có cái phần mềm e-tắc mới này thì chỉ cần dùng một tài khoản là mình có thể sử dụng được nhiều việc, vừa khai thuế vừa nộp thuế, nó giúp mình tra cứu tất cả các thông báo mà thuế. Rồi cái e-tắc mới có cái hay là giờ mình nộp thuế trên trên trang thuế điện tử xong là mình sẽ kiểm tra được là mình đã nộp bao nhiêu, mình còn thiếu thừa bao nhiêu là sẽ có thể nói với các tính năng nổi bật, dịch vụ thuế điện tử e-tắc đã bước đầu cho thấy tiện ích. Ngoài ưu điểm mà các doanh nghiệp chia sẻ như chỉ cần đăng nhập vào một hệ thống, người nộp thuế có thể sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế, dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế. Thì đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài một tài khoản chính của mỗi một mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp, giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên được đảm bảo linh hoạt. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã xuất cấp 1.000 tấn gạo cho người dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua. Để phân cấp lượng gạo phù hợp cho từng địa phương, thiết thực giúp cho người dân giảm bớt khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phân cấp gạo cho huyện Minh Hóa 300 tấn, thị xã Ba Đồn 170 tấn, huyện Quảng Trạch 150 tấn, huyện Bố Trạch 150 tấn, huyện Lệ Thủy 150 tấn, huyện Tuyên Hóa 30 tấn và huyện Quảng Ninh 50 tấn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp gạo cứu trợ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã vận chuyển lượng gạo đến giao cho các huyện thị xã tại trung tâm huyện lỵ. Sau đó các huyện thị xã giao gạo về cho các xã thị trấn và tiếp tục giao đến các thôn bản. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc phân bổ gạo cho các hộ gia đình, kịp thời hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại trong lũ lụt. Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Hội khuyến học thị xã Ba Đồn và Tổng công ty Sông Danh trong học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo hiểu học trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Trong những năm qua, Báo Đầu tư phối hợp với Quỹ khuyến học Việt Nam đã trao hàng ngàn suất học bổng có giá trị đến với các em học sinh ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Nguồn kinh phí được trích từ giải Gold của Báo Đầu tư Vì trẻ em Việt Nam và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại thị xã Ba Đồn, trong năm học này có 15 em học sinh nghèo hiểu học được trao học bổng giải Gold, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, công ty cổ phần Tổng công ty Sông Danh cũng đã trao 10 suất học bổng vì học sinh vượt khó học giỏi năm học 2019-2020, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh phối hợp với Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam vừa tổ chức trao tặng xe lăn cho các trường hợp là người khuyết tật hệ vận động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Trong đợt này, 70 xe lăn do Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần tài trợ đã được trao cho 70 người khuyết tật trên địa bàn hai huyện, tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 16 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 58 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 57 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 57 đến 96%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 59 đến 88%. Khu vực thị trấn Quan Hầu mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 58 đến 89%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m.